Pinkforest.com. Alo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa lỗi node.101 memory clear request. Cái lỗi này thường gặp khi các bạn sử dụng máy phay hay máy đột dập ở trên hệ Phanuc, mà sau một thời gian thì thường là bộ nhớ của máy sẽ bị đầy, và nó do nó lưu trữ các nhiều câu lệnh cũng như là chương trình của các bạn. Mặc dù các bạn xóa đi nhưng mà nó cũng có một phần lưu trữ các bạn nhé, nó có phần lưu trữ lại, chúng ta gọi là trình giác các bạn. Thì sau một thời gian các bạn sử dụng thì nó sẽ hiện lên thông báo là no, như có một bạn gửi cho mình như thế này: no 101 memory clear request. Đây. Thì để sửa cái lỗi, khắc phục cái lỗi này nó khá đơn giản. Mà các bạn nếu mà không biết thì các bạn phải kêu thợ, mà kêu thợ thì tiền sửa khá đắt các bạn. Chỉ đi vậy thôi nhưng mà người ta sẽ lấy 2 đến 3 triệu. Thì thay vì việc đấy thì các bạn sẽ tự sửa chữa. Đối với thứ nhất thì đối với cái câu lỗi này mình tạm dịch ra là cái lỗi đầy bộ nhớ lưu trữ. Các bạn phải xóa nó đi để thực hiện tiếp. Thì đối với máy phay Phanuc thì các bạn có hai lựa chọn. Một là các bạn nhấn giữ phím Delete cộng với Reset và ấn Power On. Và cái này thì thao tác này chỉ xóa chương trình ở trong bộ nhớ. Còn các bạn có một lựa chọn thứ hai là các bạn nhấn phím 0 và Delete và nhấn ấn Power là xóa hết tất cả một cái trong có trong bộ nhớ của các bạn, bao gồm cả parameter. Thì các bạn ở cái lựa chọn số 2 các bạn nhớ chú ý là khi nào mà các bạn không khắc phục được bằng lựa chọn thứ nhất thì các bạn mới chuyển sang lựa chọn thứ hai, vì cái này là xóa cả mục cài đặt trong cái mục phần parameter. Còn đối với sang mục là dành cho máy đột, cái này là B nhé các bạn. Đối với máy đột dập Phanuc thì nó cũng là tương tự, nhưng mà thay vì cái nút ấn nút Power On thì các bạn nhấn giữ phím Delete cộng Reset và cộng với Program giữ đồng thời nha các bạn. Thì cái việc này nó chỉ xóa cho cái phần chương trình trong bộ nhớ thôi. Để thực hiện đồng thời cái lệnh này, các bạn phải khi hiện lên lỗi các bạn phải tắt máy lại và tiến hành mở máy lại. Sau khi màn hình hiển thị chữ Phanuc, mới màn hình mới hiện lên chữ Phanuc là các bạn sẽ nhấn phím, các bạn sẽ thực hiện thao tác này. Còn nếu mà các bạn để quá nó hiện lên xong chuyển sang màn hình khác là màn hình hiển thị trục tọa độ là nó sẽ không xóa được nha các bạn. Phải là bật lên và cái màn hình hiện lên chữ hệ Phanuc là các bạn sẽ nhấn phím, giữ phím đồng thời là thực hiện các thao tác nhấn giữ nút này. Như vậy là các bạn đã sửa lỗi được cái lỗi này. Hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn check lỗi này. Nếu thấy hay và bổ ích cho các bạn nhớ like và subscribe, chia sẻ video, đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những video tốt hơn. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.